Liên quan đến tình tham nhũng, tham nhũng đất đai cựu phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa bị bắt. Theo đó, thì ông Nguyễn Bá Hùng, 56 tuổi, cựu phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, nay là bí thư huyện Như Xuân, vừa bị bắt vì dính sai phạm trong dự án Hạc Thành Tower, với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo tờ Thủ trẻ vào ngày 23 tháng 7, ngoài việc bị bắt, ông Hùng còn bị văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tra soát tài sản cung cấp các thông tin liên quan đến tài sản nhà đất, cũng như không thực hiện các thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của ông này. Đây được coi là biện pháp để cưỡng chế tiền nộp khắc phục hiệu quả khi ông này đưa ra được đưa ra xét xử. Một tuần trước vụ bác ông Hùng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án Hạt Thành Tower. Tòa nhà này được ghi nhận nằm ở vị trí đất vàng tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Theo báo Dân Trí, dự án Hạt Thành Tower vướng nhiều tai tiếng trong quá trình triển khai thực hiện, nhưng không cho biết cụ thể là tai tiếng gì. Trong khi đó, báo Pháp luật Thành Hồ cho biết hồi năm 2009, để thực hiện dự án Hạt Thành Tower, công ty Sóc Mã được chính quyền tỉnh Thành Hóa giao khu đất rộng 2.706 m vuông tại đường Phan Chu Trinh. Tổng số tiền sử dụng đất mà công ty Sóc mạ phải nộp vào ngân sách nhà nước là 56.8 tỷ đồng tức là khoảng 2,4 triệu. Tuy nhiên, đến cuối năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định về việc giảm tiền sử dụng đất đối với công ty Sông Mã còn 48,3 tỷ đồng sắp xỉ 2 triệu đô. Tờ báo không làm rõ vì sao lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa lại hao hiệp giảm tiền cho doanh nghiệp và liệu ông Nguyễn Bá Hùng liên quan gì trong quyết định này. Theo báo pháp luật Thành Hồ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các giới chức bị cho là có sai phạm trong vụ này.